sức mạnh súng bắn tỉa hiện đại của Cảnh sát Cơ động Việt Nam thi đấu tại Trung Quốc. Tại cuộc thi bắn tỉa quốc tế tổ chức ở thao trường Diêm Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc, lực lượng Cảnh sát Cơ động Việt Nam đã tham gia thi đấu với khẩu súng hiện đại APR-308. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, cuộc thi bắn tỉa quốc tế đã khai mạc tại thao trường Diêm Sơn, Bắc Kinh của lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc, Vũ Cảnh. Đây là sự kiện diễn ra 2 năm một lần do Vũ Cảnh Trung Quốc tổ chức. Năm nay, hơn 100 lính bắn tỉa đến từ 21 quốc gia như Belarus, Hungary, Israel, Pakistan, Hà Lan và nhiều quốc gia khác sẽ cùng nhau thi tài trong vòng 5 ngày với 15 nội dung như bắn ẩn nấp, bắn cặp, bắn giải cứu con tin, bắn cự ly gần, bắn có lựa chọn mục tiêu giá trị và bắn ở khoảng cách xa. Mục đích của cuộc thi này theo như phía Trung Quốc công bố là nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội và cảnh sát các nước để gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, đồng thời nâng cao kỹ năng bắn tỉa của các lực lượng. Đáng chú ý, các hình ảnh trong cuộc thi cho thấy một đội dự thi trong trang phục của Cảnh sát Cơ động Việt Nam. Theo những hình ảnh được công bố cho thấy, loại súng được đội tuyển bắn súng Cảnh sát Cơ động Việt Nam sử dụng chính là khẩu Brugger Unformat APR do hãng Brugger Unformat của Thụy Sĩ chế tạo. Trong những năm gần đây, Bộ Công an đã đẩy mạnh đầu tư mua sắm nhiều loại vũ khí thế hệ mới trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm. Trong đó có một số loại súng rất hiện đại, góp phần nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng này trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Có thể kể đến các loại súng bắn tỉa hiện đại như CZ-750, S1M2, PSG-1 và APR-308. Súng APR của Cảnh sát Cơ động Việt Nam thuộc phiên bản APR-308 trong gia đình súng APR do Brugger & Thomas BNT chế tạo. Theo nhà sản xuất, mặc dù APR-308 được thiết kế để hướng đến độ chính xác hoàn hảo, nhưng họ vẫn tích hợp cho súng khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như bụi và tuyết. Đặc biệt, BNT chỉ cung cấp những khẩu súng có độ chính xác của viên đạn đầu tiên hơn 99% theo tiêu chuẩn đối với mục tiêu đầu ở khoảng cách 400m và mục tiêu thân ở khoảng cách 800m. Khối lượng cơ bản của APR-308 tiêu chuẩn là 7,01kg, sử dụng đạn 308 Winchester cũng như các loại đạn quân sự 7,62mm NATO. Trái tim của APR-308 là phần thân dưới được làm bằng nhôm, có chức năng như một khung chính mà tất cả các bộ phận của súng đều được lắp hoặc đính kèm trên đó. Phần thân trên như một chiếc mai rùa được lắp vào thân dưới thông qua dãy đinh ghim và bảo vệ các chi tiết bên trong của súng, giúp súng có thiết kế đơn giản, dễ thao lắp, bảo trì, sửa chữa. Ngoài nhôm và phần thân trên và dưới, súng cũng sử dụng polymer để cắt giảm khối lượng. Tuy nhiên, thép vẫn được làm ở khá nhiều vị trí để giữ sự chắc chắn và đảm bảo hoạt động tốt mọi điều kiện tác chiến khác nhau. Nòng súng được gắn hoàn toàn tự do, không tiếp xúc với bất cứ bộ phận nào ngoài buồng đạn của súng. Phía đầu nòng là một ống hãm nảy dạng ống, được khoét lỗ để thoát khí nén tốt hơn, giúp giảm khoảng 40% độ giật và gần như được đi kèm mặc định với súng, vì đây cũng là điểm ruồi dự phòng. Súng cũng hỗ trợ gắn một ống hãm thanh, có thể gắn hoặc tháo rời nhanh chóng. Độ chính xác của nòng súng được đảm bảo ở số lượng 7.000 viên đạn. Khối cò, khóa an toàn thủ công và tay nắm chính có thể được tháo rời cũng như gắn vào dễ dàng. Cò súng tiếp nhận lực nhấn từ 1,5 đến 2,5kg để khai hỏa, cũng như có thể điều chỉnh lực nhấn mà không cần tháo rời. Cơ chế nạp đạn thủ công được chứng minh là rất hiệu quả trên mẫu súng bắn tỉa của Pháp và được giữ lại trên APR-308. Thoi nạp đạn của súng được làm khá nhẵn với 3 mốc đối hướng về phía trước với độ ma sát vừa phải. Chu kỳ xoay thoi tối thiểu của súng chỉ là 60 độ. Hiển nhiên, thiết kế này sẽ được đánh giá cao bởi các xạ thủ phải bắn nhiều mục tiêu liên tiếp trong thời gian ngắn. Súng vẫn sở hữu một bán dạng ống kim loại bọc polymer theo phong cách hiện đại, với một lớp đệm cao su chống trượt khá dày ở phía sau. Ngoài khả năng gập về một phía để tiết kiệm diện tích khi di chuyển, bán còn có thể điều chỉnh độ dài và độ cao cho phù hợp với thể trạng của xạ thủ. Thậm chí với thiết kế một ốp má độc đáo, xạ thủ còn có thể điều chỉnh cả độ nghiêng của ốp má thông qua hai bánh răng trên bán. Bán súng cũng có một chân chống gập chữ Y, giúp súng đứng vững khi kết hợp với chân chống phía trước. Súng có một ray Picatinny ở phần trên để gắn ống ngắm, cùng tùy chọn để gắn thêm 3 đường ray khác thông qua một ốp chụp lên phần cuối nòng để gắn thêm phụ kiện chiến thuật. Súng cũng có thể đi kèm với một thước nắm dự phòng và điểm ruồi trên ống hãm nảy. BNT cung cấp ống ngắm Smith & Bender PM23 12x50LP cho APR-308 với việc thiết kế mặt ngắm của kính độc quyền. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.